xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả thân thương của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Quý vị đang theo dõi Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 13 giờ 15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với một cuộc trò chuyện giữa một thần tượng và một bạn fan hâm mộ. Và lần này không biết bạn fan nào sẽ trở thành người may mắn được gặp gỡ thần tượng của mình đây. Hãy cùng gặp gỡ bạn ấy nha. Xin mời. Cái này là gì? Em cũng không biết nữa. Em có thể giới thiệu một chút về bản thân của mình đến tất cả quý vị khán giả của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay được không? Dạ, em tên là Trương Xuân Huy ạ. Năm nay em 21 tuổi ạ. Em sinh ra và lớn lên tại Bắc Giang. Hiện tại em đang ở Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng. Em thấy em có vẻ hơi lúng túng. Cảm giác của em hiện tại như thế nào? Cảm giác của em bây giờ rất là kiểu bối rối, là sắp được gặp một ai đó. Và ngày hôm nay nhân vật sẽ xuất hiện trong chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao đó chính là diễn viên Thùy Anh. Xin mời. Xinh đẹp. Xin chào tất cả mọi người, mình là Thùy Anh và Thùy Anh rất là vui ngày hôm nay đã đến đây để gặp được anh Huy và bạn Huy. Và mong rằng hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái buổi nói chuyện và cuộc hẹn hò thực sự là thú vị, được không ạ? Em hơi ngại, Huy hơi ngại. Hôm nay đến với chương trình em có một món quà dành cho chị Thùy Anh. Bạn có thể tiết lộ đó là món quà gì không? Hay là mình làm luôn để cho bất ngờ? Dạ, cho em xin nhạc. Nhạc. Nhảy, chắc là nhảy. Hôm nay em đến với chương trình là vì có chị Thùy Anh. Hôm nay anh đi dẫn chương trình, hay giờ là còn Thùy Anh. Theo dõi chị cũng đã lâu rồi, nhưng hôm nay mới có ngày gặp mặt. Cảm xúc của em ngay lúc này là muốn nắm bàn tay của chị thật chặt. Xin cảm ơn vì những vai diễn mà chị đã dành tặng cho đời. Thành công hôm nay mà chị có được là do nỗ lực chứ không phải là do trời. Em chúc chị mạnh mẽ như đại bàng, lúc nào cũng đập cánh giữa không trung, luôn can đảm như siêu anh hùng, chẳng bao giờ để tâm hồn mông lung. Từ ngày mai tương lai ra sao, phía sau lưng chị thì vẫn luôn có em. Nào nụ cười tươi xinh như bông hoa, chẳng ai buồn lây như những gót sen. Dù cả thế giới không ai yêu thương, cứ trở về nhà về nơi đó có em. Bài nhạc này ôi chào hay ghê, vì xin cảm ơn người đó đã khen. Ngày mai tương lai ra sao, phía sau lưng chị thì vẫn luôn có em. Nào nụ cười tươi xinh như bông hoa, chẳng ai buồn lây như là những đóa sen. Cả thế giới không ai yêu thương, cứ trở về nhà với nơi đó có em. Mai hát này yêu chào hay ghê, vì xin cảm ơn vì đã quá khen. Yeah, chị xin cảm ơn. Chị xin cảm ơn Huy đã cho chị một bài hát rap. Dù chị không nghe được rõ lời nhưng mà chị rất là thích nó. Trời ơi, tôi nổi da gà hết luôn á. Khi mà Xuân Huy xuất hiện trên sân khấu của chúng ta thì bạn ấy có vẻ hơi rụt rè. Nhưng mà với một món quà bất ngờ mà Xuân Huy dành cho Thùy Anh thì phải nói là quá tuyệt vời luôn á. Không biết là em tập cái bài rap này bao lâu rồi? Dạ, em viết 2 ngày. Rất là tình cảm. Đó, nhưng mà phải cho em nói một chút về cảm xúc. Tại vì khi mà chị nghe bài hát đó, chị rất là bất ngờ. Tại vì chưa được một ai viết cho chị một bài hát rap cả. Và chị cảm thấy rất là thích. Liệu em có thể về nhà sau ngày hôm nay, mặc dù là cái cuộc hẹn hò của chúng ta nó có vui hay là không vui, nhưng mà em có thể về thu âm cho chị và gửi cho chị được không? Cảm ơn em. Cùng chờ đợi xem là chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ mang đến những câu chuyện như thế nào. Nào, chúng ta hãy cùng đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ dành cái không gian này cho Xuân Huy có thể trò chuyện cùng với Thùy Anh một cách thoải mái nhất. Nhưng mà để cho em yên tâm thì nghệ sĩ đến với chương trình thì chúng ta cũng sẽ có một cái lời hứa với chương trình cũng như là với bạn fan của mình là phải trả lời thật 100% và hứa là sẽ uy tín. Chết.
Nhớ đâu mà mình có được biết trước câu hỏi không? Không, mình biết trước câu hỏi thì còn gì là thú vị nữa. Nhưng mà em thì em không tin anh. Không tin anh. Nhưng mà em nhìn Huy là em thấy mặt rất là uy tín, mặt rất là kiểu sẽ hỏi những câu hỏi mà em có thể trả lời được. Vậy nên là chị hứa với Huy là chị sẽ trả lời những câu hỏi của em một cách rất là thật lòng. Còn nếu mà câu hỏi của anh ý thì chị sẽ không hứa nha. Thôi bây giờ anh không làm mất thời gian của em nữa, mà anh sẽ để cho em có thể trò chuyện thoải mái cùng với thần tượng của mình, đó là Thùy Anh. Bắt đầu. Xong là em cũng theo dõi chị Thùy Anh rất là nhiều, các hoạt động rồi theo dõi Instagram, Facebook của chị Thùy Anh. Hôm nay đến đây có vài câu hỏi muốn hỏi chị Thùy Anh, đó là cái khoảng thời gian mà chị bắt đầu nam tiến ấy thì chị có gặp nhiều những khó khăn gì không, và cụ thể những khó khăn đấy là khó khăn gì? Ok, trước khi chị trả lời câu hỏi của em thì chị cũng muốn hỏi em một câu là em theo dõi Instagram của chị, em có like hình chị không? Dạ em có like, nhưng em mà em không comment đúng không? Em không comment. Tại vì không bao giờ thấy tên Xuân Huy đúng không? Đó, không bao giờ thấy. Một người theo dõi thầm lặng. Chị sẽ bỏ qua về những lần like hình mà không comment của em. Nhưng mà chị mong muốn rằng sau lần gặp hôm nay thì em hãy comment cho chị để chị tăng thêm một comment được không? Để trả lời câu hỏi của em thì khi mà chị mới nam tiến á thì chị có rất là nhiều khó khăn. Tại vì khi mà chị mới bắt đầu vào đây thì chị không có quen một ai hết. Lúc đó thì cả gia đình ở ngoài Hà Nội không một ai theo nghệ thuật cả. Vậy nên là mọi người cũng không có ủng hộ chị đi theo con đường này. Và khi mà chị bắt đầu nam tiến là trong người chị có đúng 20 triệu và đi thẳng vào trong nam, không biết mình sẽ ở đâu, không biết mình sẽ phải làm gì, và không biết là mình có những mối quan hệ nào mình có thể tạo ra việc được. Nhưng mà tại vì mình đã quá mong muốn cái việc đó rồi, vậy nên là chị cứ đi thôi. Thì thời gian đầu khi mới vào nam, sau tầm 2-3 tháng chị có bị trầm cảm nhẹ một xíu. Tại vì tất cả mọi thứ nó đều rất là khó khăn, và một mình là con gái ở trong này thì nói chung là mệt lắm. Tại vì cảm thấy là gia đình cũng không có này, bạn bè cũng không có này, tình yêu cũng không có này, công việc thì nó không theo được như ý mình muốn. Nói chung là tất cả mọi thứ nó đều là như những cái sợi dây, nó bị thắt nút, nó bị dối vào với nhau, và mình cứ cố mở một sợi dây ra nhưng mà lại bị dính một sợi dây khác, và mọi thứ nó cứ lùng bùng, và cuộc sống của chị lúc đấy rất là bế tắc. Em cũng giống chị Thùy Anh, đó là em cũng một mình vào thành phố Hồ Chí Minh. Cũng không có họ hàng trong này. Lúc đấy em cứ vào thôi. Chị Thùy Anh có 20 triệu, em có 5 triệu. Đấy, người ta 5 triệu thôi. Trời, 5 triệu mà không. Em còn dám vào nữa. Em vào đây được bao lâu rồi? Em vào đây từ 27 tháng 2, 2019. Hơn 2 năm rưỡi rồi. Hơn 2 năm rưỡi rồi. Và em vẫn ở đây. Em vẫn đang ở đây, có nghĩa là em đã thành công rồi. Chưa. Em thấy chị rất hay đi du lịch, thì em không biết là cái đất nước nào làm cho chị ấn tượng nhất, và lần đi chơi nào là lần đi chơi ấn tượng nhất của chị? Trong những nước chị đã từng đi thì chị thích nhất là nước Ý. Em thích Ý không? Dạ, em có. Vậy lúc đi chị có bị ngã không? Ngã? Sao lại ngã? Tại em hiểu trên chương trình chị chia sẻ là đi du lịch chị rất hay ngã. Wow, cái chi tiết này tôi cũng khá bất ngờ. Tôi nghĩ là nó là một cái gì đó định gài hàng thì anh hay sao, nhưng mà thực sự là bạn ấy để ý từng chi tiết luôn. Không phải đi du lịch đâu, mà chị đi đâu chị cũng hay vấp. Chị thường là tự vấp vào chân chị là chị tự ngã luôn. Mà có những lần ngã là ngã rất là đau nha. Có một thời điểm là chị đi đi sinh nhật chị Ninh Dương Lan Ngọc, tất cả mọi người đang chơi rất vui thì chị tự chạy em ạ. Chị tự ngã, và chị ngã là chị đập thẳng mặt xuống dưới đất thế này luôn. Ôi, cầm chị là sưng một cục thế này nha. Xong là mũi chị thì bị tím luôn, hai đầu gối thâm tím thế này luôn. Và đến bây giờ là cái cầm chị vẫn còn chưa hết sưng. Thì đó là chỉ là một trong những lần chị ngã thôi. Còn rất là nhiều lần khác chị tự ngã nữa. Không, nhưng mà cái vấn đề ở hai cái chân bạn không có đi bình thường mà. Hai chân hay đi đang chéo vào nhau đó. À không, em là em hay đi nhưng mà mắt không có nhìn đường, mà mắt hay nhìn xung quanh này. Mắt hay kiểu hóng chuyện á, hóng hớt á. Hay kiểu xong pẹp phát ngã luôn. Đây cũng có lý do này nè. Có lý do một người thích hóng chuyện cho nên là đi mới hay ngã như vậy. À nhưng mà mình phải quay trở lại với câu hỏi. Đó, câu hỏi thì chị thích nhất nước Ý. Tại vì đó là lần đầu tiên chị được đi châu Âu, và đợt đó là chị đi để chị đi tham gia liên hoan phim quốc tế Venice, và phim Đập Cánh Giữa Không Trung đã đoạt giải bộ phim xuất sắc nhất ở Ý. Thì đó là một cái khoảng thời gian chị không thể nào quên được. Chị đã đi vòng Ý trong 9 ngày trời, không biết một ai cả, và cứ gặp ai thì nói chuyện với người đấy, nhờ người ta chụp ảnh, xong là nhờ người ta dẫn đi, và mọi người cũng rất là vui vẻ. Và đó là một cái khoảng thời gian với chị, đó là một giấc mơ luôn. Thích à. Vậy Huy đã từng đi những nước nào rồi?
Em đã đi những nước Việt Nam thôi ạ. À, mới đi Việt Nam. Thế Việt Nam em thích nhất ở đâu? Việt Nam em thích nhất là ở Đà Lạt. Em chị thích thôi nhưng em chưa được đi. À, chị thích thôi nhưng chưa được đi. Nó rất gần đây, chỉ 6 tiếng đi xe thôi đúng không? Tại là đi một mình nên là lười lắm. À. Không, bây giờ anh nghĩ là nếu như em thích trải nghiệm á thì em nên đi đến đó một mình. Mà nhỡ đâu em lên đó một mình như em về hai mình thì sao? À. Đúng không? Nhiều khi lại có ba mình. Nhiều khi lại có ba mình. Bốn mình. À, một nhóm bạn đó. Em bé hơi hoảng hốt rồi, anh phải nói một cách rõ ràng ra. Rồi nói chung là trong khoảng thời gian sắp tới thì em nên đến Đà Lạt thử để tận hưởng cái không khí ở trên đó, và những con người trên đó cũng rất là thân thiện và rất là dễ thương. Dạ, không, vâng. Đấy. Em muốn tiếp tục trong cái ý của mình. Em rất là tò mò về chuyện... Là tò mò về chuyện bắt đầu thấy khó. Tình cảm không... của chị Thúy Anh. Biết ngay mà. Thì em không biết là dự định trong tương lai thì ở độ tuổi bao nhiêu thì chị sẽ kết hôn. Câu này thực sự là chị không biết là chị phải trả lời sao. Tại vì chị không biết là ai sẽ lấy chị nữa. Nói thiệt luôn, tại vì nhiều khi chị nghĩ là không biết về sau chồng mình sẽ là ai nhỉ. Đôi khi mình ở nhà mình tự suy nghĩ chồng mình sẽ là người như nào mà tại sao mình lại lấy làm chồng. Nó là một cái suy nghĩ rất là xuất hiện rất là nhiều tới chị trong thời gian gần đây. Nhưng mà có một cái nhân cách nào đó trong người chị, mỗi khi cái suy nghĩ đấy nó xuất hiện đều xuất hiện cái nhân cách đó và gạt phăng những suy nghĩ ấy đi. Tại vì chị cảm thấy là chị mới có 18 tuổi thôi em ạ. 18 tuổi thôi em ạ. Chị cảm thấy chị rất là trẻ trung và dễ thương và nhí nhảnh. Nói chung là chị cảm thấy chị mới có 18 tuổi thôi. Và 18 tuổi thì chưa thể lấy chồng được. Nên là không biết bao giờ lấy chồng nữa, không biết bao giờ kết hôn nữa. Nhưng mà mình phải lớn đã, mình phải trưởng thành đã, mình phải học hết cấp 3 đã, xong rồi mình mới tính đến chuyện kết hôn sau. Thì anh có nghĩ cái người hiện tại là chồng của mình không? Hiện tại thì nhà đang có mái ấm, đó chính là ba em mèo ạ. Rất là yêu thương, yêu chiều và chăm sóc ạ. Mình quăng cục gài ra như vậy để cho chị anh bất ngờ. Nhưng mà mọi người ơi, có thể thấy là một cái nét bình thản của chị anh hiện tại bạn ấy vẫn đang ế cho mọi người. Ế cho mọi người. Nó không hề bị giật mình tại vì không có gì để che giấu cả. Mình có mong muốn không? Mình có mong muốn là người sau này mình sẽ lấy làm chồng là một người như thế nào? Chắc chắn là sẽ có rồi. Ai cũng sẽ có những cái hình mẫu lý tưởng của bản thân. Nhưng để nếu nói về việc thực tế con người đấy đối xử với mình như thế nào thì anh nghĩ rằng cái việc cảm xúc là cái điều quan trọng nhất. Kể cả cái tiêu chuẩn của mình có là A, có là B, có là C, nhưng nếu mà cái người đó xuất hiện và không đem lại cho mình cái cảm xúc thì mình cũng không thể nào mà mình tiến tới được. Vậy nên anh nghĩ rằng việc cảm xúc và việc người ta có chăm sóc mình và nâng niu mình hay không thì đó là cái điều tiên quyết nhất trong cái chuyện tình cảm của mình. Một người mà biết quan tâm, chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng gì. Nhìn thế này thôi nhưng mà yếu đuối mỏng À, ngày hôm nay khi mà chúng ta gặp gỡ ở đây, trước đó chúng ta chưa có cái cuộc gặp gỡ nào với Thùy Anh hết, thì bạn quan sát Thùy Anh qua những trang mạng xã hội nè, những bộ phim nè, những chương trình game show mà Thùy Anh tham gia, thì Xuân Huy cảm nhận như thế nào về Thùy Anh? Ở ngoài thì chị xinh hơn trên hình. Kiểu em thích theo dõi một ai đầu tiên thì em sẽ kiểu thích cái giọng nói của người ta trước, rồi sau đó rồi em mới tìm những cái sản phẩm của người ta. Chị thì anh thì em kiểu như là ở trên mạng ấy thì em thấy là lúc nào chị cũng thể hiện ra là khá là mạnh mẽ rồi kiểu ngầu ngầu, nhưng mà em nghĩ rằng là chắc là bên trong cũng yếu đuối lắm. Đúng rồi, trời ơi, phải nha. Không phải ai cũng nhìn được điều đấy đâu nha. Có những người mà quan tâm mình thực sự là người ta mới nhìn thấy được điều đấy nha. Nhưng sao lúc nào em cũng mạnh mẽ? Thì đó là mình không muốn ai làm mình tổn thương cả. Lúc nào em cũng xù lông lên. Xù lông tại vì không muốn ai tiến lại gần mình làm mình tổn thương. Nhưng mà có những người mà để ý mình thực sự thì người ta sẽ nhìn ra được những cái điều đó. Nói chung đó là khi nào mà thì anh mở cánh cửa cho một anh chàng nào bước vào thì anh chàng đó sẽ cảm nhận được cái điều đó rõ hơn, đúng không? Dạ, đúng rồi. Chắc chắn rồi, ai cũng như vậy cả. Nhớ chất lọc những cái gì mà mình đã chuẩn bị nha. Câu hỏi cuối cùng em muốn hỏi chị Thùy Anh đó là chị cảm thấy rằng là bản thân mình còn thiếu sót những cái gì và một chút tật xấu nhỏ nhỏ của bản thân mình mà chị chưa khắc phục được không? Rồi này tự khai luôn đi, tự đi để người ta khiều một cái mình tự khai thôi. Không ai hoàn hảo cả. Và với chị thì thời gian gần đây chị cũng hay suy nghĩ nhiều. Mình đang bị cái gì cản trở nhất, cái gì cản trở mình để mình trở nên tốt hơn, thì chị nghĩ đó chính là bản thân của chị.
có thể những gì mà chị thể hiện ra mọi người là chị rất là năng lượng này, chị rất là vui vẻ, chị rất là mạnh mẽ, nhưng mà thực ra chị là một con người khá là tiêu cực. Đôi khi có nghĩa vui thì sẽ vui hết nấc luôn, vui kiểu vui không ai vui bằng, nhưng mà một khi đã buồn, chuyện nó rất là nhỏ thôi cũng khiến chị buồn mất mấy ngày liền. Và từ câu chuyện buồn này nó sẽ làm chị suy nghĩ đến những câu chuyện buồn khác, rất là nhiều chuyện buồn nó gộp lại và tự nhiên tâm trạng của chị nó bị đi xuống rất là nhiều. Và chị nghĩ rằng cái việc đó nó xuất phát từ việc là mình không có tin tưởng bản thân mình. Mình không tin tưởng bản thân mình có thể làm được những cái thứ nó hơi khó khăn một chút, nó hơi khó với tới một chút, thì đó là cái mà chị suy nghĩ. Nhưng mà chị đang dần thay đổi cái điều đấy được rồi. Và chị đã nghĩ rằng là khi mình có niềm tin vào bản thân, khi mà mình có niềm tin vào bất cứ một việc gì đó thì mình sẽ có thể làm được. Tại vì cái năng lượng của mình, cái tâm lý của mình nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái hành động cũng như là cái sự việc nó xảy ra. Vậy nên là chị quyết định là chị sẽ phải tin vào bản thân chị. Mà lúc mà mình buồn hay là lúc mình hơi tiêu cực đó thì anh sẽ giải quyết những cái vấn đề đó như thế nào, bằng cách nào? Mỗi khi có chuyện tiêu cực thì anh sẽ chơi với mèo. Chơi với mèo là đoạn sau. Còn đoạn sau, còn đoạn trước thì là tự trốn vào một góc và tự suy nghĩ, cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại để cho nó tiêu cực nhiều hơn, để buồn thật buồn luôn. Kỳ á. Kỳ ha. Thế còn em có thể chia sẻ cách em vượt qua những cái sự tiêu cực của em, những cái nỗi buồn của em được không? Em thì cũng thi thoảng cũng hay tiêu cực, thường thường là nếu mà nó xuất hiện thì cũng sẽ khoảng 2 ngày ấy. Tại là kiểu như là có những cái điều mà em nghĩ rằng em sẽ làm được tốt, em sẽ làm được tốt nó, nhưng mà đến một giai đoạn nào đó em tự nhiên bảo ôi sao cái này mình nghĩ rằng là mình làm chắc cũng chả có gì nổi bật đâu, chắc mình không làm lại người ta đâu, thôi hay mình không làm nữa, mình dừng lại đi. Nhưng mà chỉ cứ suy nghĩ buồn buồn khoảng 2 ngày xong là cái bảo ủa thế lý do mình vào đây làm gì, mình tới cuộc sống này để làm gì, để thử thách mà đúng không? Vậy là thôi lại vui vui lên rồi lại bắt đầu lại. Qua phần đầu tiên chúng ta có một cuộc trò chuyện với Thùy Anh, thì bạn cảm nhận như thế nào về cô gái này? Nói chung là chị Thùy Anh rất gần gũi và khó tả nhỉ. Khó tả hay là mình... ok á. Nói chung là tuyệt vời. Mời đó. Tuyệt vời. Sao á, khi mà thả vào trong những con vít á thì lại khác. Khác hẳn nha. Nên là chị nghĩ là em cứ tin vào những gì em đam mê và chị chắc chắn là em sẽ làm được. Vâng, cảm ơn chị. Ngày hôm nay khi mà mình đến với chương trình có một bạn fan hâm mộ, một người yêu thích mình, và ngày hôm nay được trực diện và ngồi ở đây để trò chuyện với mình, đưa ra những câu hỏi cho mình, phải nói là người ta quan tâm mình lắm mới có được những câu hỏi như vậy. Từ những câu hỏi mà hay vấp ngã chẳng hạn. Đấy, thì cảm xúc thì anh như thế nào? Ngồi đối diện mình có một người bạn, một người em mà có thể gọi là một bạn fan nữa. Bạn có thể tìm hiểu tất cả những cái ý rất là nhỏ thôi trong những cái lời phỏng vấn của Thùy Anh hoặc những cái câu nói của Thùy Anh trên mạng, và cảm thấy là mình được yêu thương ấy, thì không biết sao nữa, tuyệt vời. Hai bạn ngày hôm nay tuyệt vời. Vâng ạ. Và ở trong phần đầu tiên của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay thì chúng ta cũng thoải mái để có thể chia sẻ và cho nhau biết về những cái thông tin mà mình cần phải biết. Thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai của chương trình, thì sẽ năng động hơn, vui vẻ hơn với những thử thách. Trước hết chúng ta sẽ cùng nghỉ với Lao và chúng tôi sẽ quay trở lại đường chuyển kênh nha. Trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao, và chúng ta đang có mặt tại vòng 2 của chương trình ngày hôm nay. Trên tay của Huy là 2 chiếc headphone, và một sẽ dành cho Thùy Anh, một chiếc headphone còn lại sẽ dành cho bạn Xuân Huy. Bạn hãy giúp tôi cầm cái này. Trong khoảng thời gian 3 phút chúng tôi sẽ có 5 từ khóa, và một người sẽ nhìn thấy từ khóa này và dùng hành động của mình làm sao để có thể diễn tả cho người còn lại biết được đó là từ khóa gì. Và người tiếp nhận thông tin hãy nói ra bằng khẩu hình miệng của mình, và có thể nói thật to để cho một người bạn còn lại xác nhận xem từ khóa đó
có trùng khớp với từ khóa của chương trình hay không. Nếu như chính xác, chúng ta sẽ qua từ khóa mới. Còn nếu như mình cảm thấy từ khóa nào khó quá, chúng ta có thể cho qua. Nếu như còn thời gian, chúng ta sẽ quay trở lại với từ khóa đó. Hai người chơi của chúng ta ngày hôm nay thì không biết họ sẽ cảm nhận như thế nào về trò chơi của phần thứ hai này. Thùy Anh. Với Thùy Anh thì Thùy Anh rất là thích những trò chơi như này, tại vì mình có thể tương tác và mình có thể suy luận để xem làm sao mình có thể thể hiện được những cái chữ đó. Thì với Thùy Anh thì anh rất thích, nhưng mà không biết với Huy thì Huy sẽ thấy thế nào ta? Em chưa chơi trò này bao giờ, nhưng mà hôm nay em sẽ chơi hết mình luôn. Chị Thùy Anh diễn tả nha, em đoán nha, em không thích diễn tả được đâu. Ok, chị sẽ là người diễn tả nha. Hãy để áp lực đè nặng trên đôi vai chị. Người mạnh mẽ như Thùy Anh thì chắc chắn là những việc này sẽ không có nặng nề. Có, anh làm sao anh cứ đừng, anh đừng giới thiệu em mạnh mẽ, anh phải giới thiệu em một cô gái thùy mị, một cô gái mỏng manh. Thùy Anh rất là thùy mị, mỏng manh, mỏng manh. Dạ. Nhẹ nhưng nhàng mà cứng cáp. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách của chương trình ngày hôm nay. Hai bạn sẽ có hai vị trí ở hai vị trí mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Rồi, bạn hãy đeo headphone vào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thể hiện quyết tâm để có thể trở thành đồng đội của nhau để giành chiến thắng với chương trình ngày hôm nay. Và thời gian 3 phút bắt đầu. Ao. Sâu. Nhiều. Đúng rồi. Sâu. Ừ, đúng rồi. Tốt. Đeo vô, em đeo tay nghe vô. Cá. Mở nhạc chưa? Cá. Má. Má, đúng rồi, má. Má. Cá. Má. Cá sao ta? Má. Cá. Ao sâu tốt cá. Đúng chưa? Thùy Anh phải xác nhận đúng hay chưa? Ao sâu tốt cá. Chính xác, Châu à. Hai chữ nha, hai chữ. Khăn giấy. Khăn giấy. Ba bảy. Khăn. Giấy. Đúng, Châu à. Hoa. Xã. Hoa giá quỳ. Hoa quỳ. Hoa giá quỳ. Con là con. Ba chữ này. Con là con. Vịt. Không, con bạn con vịt. Bạn con này. Bạn. Bạn. Bạn của con này. Bạn của con này. Con gà. Nói con là Gà kêu chip. Con nói sao ta? Con quay đi, qua. Châu qua. Trái dưa lưới. Qua. Hết rồi. Quả ngon. Ngon. Quả. Ngon. Quả. Trái. Quả bóng. Không. Đây cái trái đây. Ngon. Ba. Trái dưa. Còn 5 giây. Dưa là cái gì? Trái dưa lưới. 3, 2, 1. Hết giờ. Khó quá. Nhưng mà hai bạn à. Trong khoảng thời gian 3 phút quy định của chương trình, hai bạn đã thành công. Sau những lần la hét thất thanh, hai bạn đã trả lời được 3 từ khóa. Như vậy là chúng ta không chiến thắng ở phần thi này. Ủa? Cảm xúc của Thùy Anh như thế nào khi mà mình không chiến thắng? Là không nói được nữa đó hả? Không nói nên lời hả? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái niềm vui nho nhỏ nữa mà chương trình dành cho hai bạn khi mà các bạn không hoàn thành thử thách ngày hôm nay. Thank you.
Thái Huy là một hình phạt do nhỏ. Hình phạt do nhỏ. Hai bạn, mỗi người hãy thưởng thức một lát chanh mà gương mặt vẫn không biểu cảm. Xin mời. À, cho em thi lại cái phần vừa rồi đúng không? Em thi lại, em nhất định là em sẽ trả lời được 5 câu ạ. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta không còn cơ hội nữa. Một lát chanh nhai. Xin mời ạ. Đây là người ta có sếp và em mình cũng xin nói luôn là nếu như ai làm tốt cho phần này sẽ có quà. Có những cái mảnh miếng to, có những miếng nhỏ, mình chọn miếng vừa vừa thôi em ạ. Định chọn luôn miếng của mình chứ mà không. Ê, được biểu cảm ạ. Tức là mình ăn chanh và không biểu cảm nha. 3, 2, 1. Được mà. Có biểu cảm rồi ạ. Có biểu cảm. Wow, thật phong cách. Wow, nói chung là Xuân Huy đã thực hiện cái thử thách này khá tốt. Huy đã nói rồi, ai làm tốt phần này thì sẽ có thưởng, và Xuân Huy đương nhiên cũng sẽ có một phần thưởng đến từ chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Cảm ơn. Đây là một phần quà, một voucher đến từ thương hiệu Tasty Kitchen dành tặng cho Xuân Huy ngày hôm nay, đã mang đến rất là nhiều niềm vui cho chương trình cũng như là thực hiện những thử thách của chúng tôi một cách rất là cố gắng và hết mình. Đây, xin dành tặng cho bạn. Và không biết là ngày hôm nay khi mà bạn đến với chương trình, cảm giác của bạn như thế nào? Kết thúc chương trình em chỉ có 4 câu thôi. 4 câu. Lại rap đúng không? Em chúc chị càng thành công hơn nữa, để những vai diễn sẽ là nơi đắm mình. Hôm nay em rất là vui, một lát quay xong cho em xin một tấm hình. Tôi cũng muốn biết là cảm xúc của thầy anh bây giờ như thế nào. Cảm xúc của em thì em cũng chỉ nói ngắn gọn thôi. Mặc dù em ăn chanh nhưng em cảm thấy rất ngọt. Ăn chanh cảm thấy rất ngọt khi ngày hôm nay có một bạn yêu mến mình, đó chính là Xuân Huy, mang đến đây rất là nhiều tình cảm dành cho mình. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao của chúng tôi. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau lúc 13:15 trên kênh HTV7 vào ngày Chủ Nhật nha. Đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi. Và chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại. Em chúc cho chị Thúy Anh sẽ thành công hơn trong cuộc sống, có thật nhiều niềm vui và có thật nhiều vai diễn hơn nữa, đóng thật nhiều bộ phim hơn nữa, chơi thật nhiều game show hơn nữa để em có thể theo dõi chị. Những cái lời mà bạn ý hát ra, những cái lời bạn ý rap ra thực sự chạm đến trái tim của Thúy Anh, và Thúy Anh mong rằng là khi mà bạn ý ở đây thì bạn ý sẽ có được những cái niềm vui trọn vẹn, và tất cả những gì đam mê của bạn ý sẽ làm được.